Trước hết cho phép tôi được gửi đến các thầy cô giáo, các vị phụ huynh và toàn thể các cháu lời chào trân trọng nhất nhân dịp ngày kỷ niệm Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm nay. Các cháu vừa mới nghe các ca khúc, điệu múa về truyền thống của dân tộc ta, trong đó truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thì bây giờ tôi được yêu cầu là giao lưu với lại các cháu học sinh đó. Các cháu đã học, rất may là các cháu đã học phổ thông trung học, coi như là cấp 3 ngày xưa đấy. Đã học rất nhiều về các định luật, rồi các vấn đề liên quan đến hàng không và vũ trụ. Thế thì có lẽ giao lưu nó cũng thuận lợi, nên là bây giờ thế này, nếu mà bác nói cứ nói liên tục mà đôi khi các cháu không thích, đúng không ạ? Mà các cái mà các cháu thích thì bác không nói. Bác đi gặp gỡ cũng nhiều nơi rồi, nên là bác rất muốn là thế này, bây giờ các cháu có cái gì cần hỏi bác liên quan đến hàng không, liên quan đến vũ trụ, liên quan đến chiến đấu của không quân trên trời, thì các cháu đặt câu hỏi sau rồi bác sẽ trả lời, đúng không nào? Các cháu nào hỏi gì trước nào? Các cháu nào hỏi gì không? Bác đi đến các trường người ta hỏi nhiều lắm nhé. Hỏi máy bay nó bay thế nào, đánh nhau ra sao, bắn máy bay Mỹ ra sao, tên lửa thế nào nhỉ? Các bác, các cháu hỏi gì không? Cả các thầy cô giáo nữa, coi hỏi câu gì không nhỉ? Các cháu cứ đứng lên nói được, không cần micro cũng được. Một câu. Tiếp tục các cháu khác nào, cứ hỏi hết thôi, bác tổng hợp lại bác sẽ nói sau. Xin phép đau chân nên được ngồi nữa. Cứ đứng lên nói, không cần micro cũng được nào. Các cháu nào không nào? Dạ, cho phép cho hỏi bác là ban đêm và ban ngày trên vũ trụ nó khác ở trên đất như nào? Rồi, câu thứ hai. Tiếp tục. Thế thì có lẽ trường ta là ít quan tâm đến vấn đề hàng không ở vũ trụ đó rồi. Bác đi rất nhiều trường người ta hỏi bác không trả lời được cơ. Nhưng mà đây cảm thấy là các cháu có lẽ là cũng chưa tìm hiểu nhiều, hoặc là cũng chưa được chuẩn bị trước, đúng không? Thôi giờ bác sẽ thử tự bác nói vậy. Nếu mà các cháu không hỏi thì coi như là bác gọi là không phải giao lưu nữa, đúng không? Bác ơi, cháu thì có một câu hỏi ạ. Rồi, hỏi đi, hỏi đi. Cháu biết là trước khi sự kiện bác bay vào quay trái đất xảy ra thì chỗ đấy có rất nhiều vụ, rất nhiều sự kiện bay thử bị thất bại. Thế trong lúc bác trong cái con tàu vũ trụ đó chuẩn bị bay ra vũ trụ thì tâm lý bác là bác có suy nghĩ đến chuyện là chuyến đi của mình sẽ không quay về được không? Rồi, rất tí. Rất được. Đó, câu hỏi rất hay. Nào, cái cháu khác nào. Thưa bác, là bác cho cháu hỏi là bác còn nhớ chiếc B-52 đầu tiên là bác bắn rơi là như nào ạ? Rồi, tiếp tục.
Bác còn nhớ về chiếc B52 đầu tiên rồi, bác rồi. Bác nghe rồi, bác sẽ trả lời. Thôi thế bác cứ nói nhận trước, các cháu chịu khó nghe nhé. Thế còn chỗ nào mà chưa hiểu thì sẽ hỏi lại thôi, đúng không? Thế thì bác vào bộ đội năm 1965, đúng ngày 2 tháng 9 năm 1965. Cho đến nay thì đã là bao nhiêu? 54 năm trong quân đội rồi. Bác năm nay tuổi chưa cao lắm, mới có 73 tuổi thôi. Thế thì bác vào bộ đội đầu tiên là bác cũng học năm cuối của trường cấp 3 ngày xưa, đó là đang học lớp 10 của trường cấp 3 Tiền Hải. Thì bác đi bộ đội. Thế bác đi bộ đội thì đầu tiên là sức khỏe thì nó không tốt lắm, nên là đi học thợ máy, học sửa chữa máy bay thôi. Nhưng sau một thời gian rèn luyện rồi thì sức khỏe nó tốt lên. Bác khi phi công họ thiếu nhiều quá nên là tuyển lại số thợ máy lên trở thành phi công. Và bác tốt nghiệp trường không quân Liên Xô vào năm 1967 và bắt đầu về nước chiến đấu từ năm 1968 cho đến hết chiến tranh, đó là năm 1975. Thì bác nói sơ bộ về bác là như vậy. Thế và sau này thì bác lên làm tư lệnh không quân, phó tư lệnh không quân, xong rồi sau lên làm chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và về hưu năm 2008. Đến nay đã là 12 năm nghỉ hưu rồi. Thì hôm nay gặp các cháu đây thì bác nói lại chuyện ngày xưa một chút, đúng không? Thế thì nếu như là trong lịch sử ấy, không biết là các thầy cô giáo đã truyền đạt lại các cháu đến hết chưa, nhưng mà Mỹ bắt đầu đem máy bay ra đánh miền Bắc chúng ta vào ngày 5 tháng 8 năm 1964. Cho đến nay là đúng là tròn đi năm 64 cho đến đây là 55 năm rồi, đúng không? Thì Mỹ đánh đầu tiên ra miền Bắc, thì đánh Đồng Hới, Quảng Bình, rồi thì đảo Cồn Cỏ và đánh ra đến Quảng Ninh. Ngay ngày đầu tiên đó thì chúng ta đã bắn rơi được máy bay của Mỹ và bắt sống một trung úy phi công ở Hải Phòng. Và anh phi công đó là ngồi tù lâu nhất trong nhà tù của Việt Nam chúng ta, là từ năm 64 mà cho đến năm 73 thì trả thì anh được trả ra. Thế và suốt trong quá trình chiến đấu như thế thì Mỹ đã dùng rất nhiều máy bay, mà bây giờ gọi là máy bay chiến thuật thôi, là máy bay F4, F-105, A8, A7, A7, A8, A6 để đánh ra miền Bắc chúng ta. Thế thì bộ đội không quân là bắt là một binh chủng rất là trẻ, bắt đầu là mùng 5 tháng 8 thì Mỹ đánh, thì mùng 6 tháng 8 là không quân nhân dân Việt Nam từ bên Trung Quốc bay về hạ cánh ở sân bay Nội Bài, một trung đoàn bay 36 chiếc máy bay về sân bay Nội Bài và chuẩn bị chiến đấu. Và mùng 4 tháng 4 năm 65 thì không quân chúng ta xuất kích đầu tiên ở trên bầu trời Hàm Rồng, đó là biên đội của anh Lan, anh Túc, anh Quỳ, anh Phương. Thế thì nãy ở trường Trưng Vương ấy, thì các cháu có hỏi bác một câu thế này. Thế thì lúc bấy giờ không quân Mỹ nó đông như nó nhiều như vậy mà không quân nhân dân Việt Nam ít và phi công còn trẻ như thế, thì khi đi đánh nhau có sợ hay không? Liệu có đánh được máy bay Mỹ hay không? Thì câu hỏi rất là hay, câu hỏi rất là hay. Thì hôm nay các cháu không hỏi nhưng bác nói thế này. Máy bay Mỹ cái thời đó thì nó đều bay với cái tốc độ, độ cao lớn hơn và vũ khí của nó tốt hơn của Việt Nam rất nhiều. Thí dụ như máy bay F-105 nó có thể bay tới gần 2.000 cây số, bay độ cao khoảng 15-17 cây số, và tên lửa của nó có thể bắn được ở cự ly tới 6-7-8 cây. Trong khi đó chúng ta dùng MiG-17 chỉ bay có 1.150 cây số một giờ thôi, nghĩa là tốc độ dưới âm thanh, và bay ở độ cao khoảng 10 đến 12 cây số, và chúng ta chỉ có súng thôi chứ không có tên lửa. Súng chỉ bắn ở cự ly khoảng 800 mét trở lại, và thực sự mà nói chỉ bắn được ở khoảng 400 cây số trở lại thôi. Mà Mỹ nó có hàng ngàn máy bay và hàng nhiều trăm phi công, trong khi đó Việt Nam chúng ta có một trung đoàn bay thôi với lại 30-40 phi công, mà bay cũng chỉ khoảng vài 300-400-500 giờ một người. Trong khi đó phi công Mỹ nó bay
anh nhiều nhất có thể tới 8.000 giờ bay. Thế cho nên là muốn so sánh giữa ta và địch thì địch nó hơn ta rất nhiều. Nhưng mà trận đầu tiên xuất kích mùng 5 tháng 8 năm 64, chúng ta trên mùng 3, 4 tháng 4 năm 65, chúng ta đánh trên bầu trời Hàm Rồng của Thanh Hóa, đã bắn rơi máy bay F-8, bắn rơi máy bay F-105 của địch rồi. Thế cho nên mới thấy là đấy, chúng ta không hiện đại, không bằng Mỹ, nhưng mà biết cách đánh của ta và quyết tâm chiến đấu của bộ đội chúng ta sẽ tìm ra được cách đánh. Thì đấy là nói là trận đầu tiên là mùng 5 tháng 8 năm rộng mùng 3 tháng 4 thì chúng ta đánh trận đầu, mùng 4 tháng 4 ta đánh trận thứ hai. Thì riêng anh Phạm, anh Trần Hanh mùng 4 tháng 4 là bắn mà chụp được lên trên phim, tên trên phim ở trên máy bay, và chúng ta đăng báo là không quân Việt Nam đã bắn rơi máy bay Mỹ. Lúc bây giờ Mỹ nó mới tin, nó mới công nhận là, và thế giới mới công nhận là phi công Việt Nam đã đánh rơi máy bay Mỹ. Chứ trước đó là nó nói là không quân Việt Nam rất khó bắn được máy bay Mỹ. Nhưng mà khi mà chúng ta bắn được, chụp ảnh rõ ràng, trên đầu máy bay nó có cái máy ảnh mà, bắn một cái thì chụp được máy bay của Mỹ và rửa phim đưa lên báo và nói là chúng tôi đã bắn rơi F-105 của Mỹ. Đấy là trận đầu tiên và trận thứ hai như vậy. Tiếp sau đó thì không quân chúng ta được bổ sung thêm máy bay MiG-17 rồi MiG-19 rồi MiG-21, và chúng ta đánh thắng liên tục, trận nào loại máy bay nào cũng bắn rơi máy bay Mỹ, phi công đoàn nào về cũng bắn rơi máy bay Mỹ, ngày cũng bắn rơi và đêm cũng bắn rơi. Thì đấy là đấy, bác gợi ý một chút về không quân để các cháu nào muốn trở thành phi công thì sẽ tìm hiểu thêm. Thế còn bác thì về chiến đấu năm 68, nhưng mà bác lại chuyển sang cái đơn vị bay đêm, chuyên bay ban đêm thôi, để đánh ban đêm, nên là ít có điều kiện chiến đấu ban ngày để quần nhau với máy bay của địch. Nhưng mà nếu như là các thầy cô giáo và các vị phụ huynh ở đây nhớ là cái kỷ niệm của chúng ta cho đến nay vẫn còn rất là hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Tại sao cái chiến thắng Điện Biên Phủ trên không lại lừng lẫy như vậy? Bác nói thế này: Mỹ đánh suốt từ năm 64 mà cho đến năm 72 ra miền Bắc chúng ta, nhưng miền Bắc chúng ta vẫn bảo vệ được mục tiêu, vẫn sản xuất, vẫn tiếp viện cho miền Nam, và chiến trường ở miền Nam vẫn chiến thắng. Thế cho nên là đến năm 72 thì Mỹ phải lùi bước và đàm phán với chúng ta là ký hiệp định đình chiến với chúng ta. Nhưng mà trước khi ký hiệp định rút khỏi miền Bắc chúng ta thì Mỹ muốn là ở thế mạnh, là làm sao miền Bắc chúng ta phải nghe theo những cái điều khoản mà Mỹ đưa ra. Nhưng phía Việt Nam chúng ta không nhất trí, và cuối cùng thì Mỹ dùng B-2 đánh vào Hà Nội nhằm đánh tan Hà Nội để làm sao mà chúng ta không khôi phục được, và chúng ta phải ký theo những điều chuẩn của Mỹ. Thì các cháu còn hơi nhỏ nên là nói những vấn đề này về chiến dịch, những vấn đề về đường hướng thì hơi khó, nhưng mà chỉ các cháu chỉ biết được là nó dùng B-52 nó đánh để nó xóa sổ Hà Nội, và Hà Nội không chịu được nữa thì coi như là thua. Đấy là ý đó là như vậy. Thế thì tại sao lại dùng B-52? Trước tới nay thì chúng chỉ dùng các loại máy bay chiến thuật thôi, đeo được khoảng 5-7 tấn bom một chiếc máy bay. Nhưng mà máy bay B-52 nó có thể đeo tới 30 tấn bom. Một chiếc máy bay có thể đeo được tới 30 tấn bom. Mà thường thường nó bay 3 chiếc nó vào nó ném thì là 90 tấn bom ở một Việt Nam như thế này. Các cháu còn quá nhỏ chứ ở đây không biết là các phụ huynh có được xem, được nhìn thấy mà những giải bom B-52 nó đánh ở đầu sân bay Gia Lâm này. Nó đánh một giải bom thế này thì dài hàng cây số và rộng khoảng 200-300 mét là san bằng hết. Đầu tiên là bom tấn nó rơi xuống để nó đào tất cả các giao thông hào lên, hầm nó xới lên, xong sau đó nó giải bom bi. Khi mà người dân chúng ta là không có chỗ trú ẩn nữa, chạy ở trên mặt đất thì nó dùng bom bi nó ném, tàn sát cái sinh mạng của dân ta. Thì đấy là ý đồ của Mỹ hết sức thâm độc là như vậy. Thế cho nên các bác là bộ đội không quân thì được lệnh là bất cứ bằng cách nào khi B-52 vào Hà Nội là không quân phải cất cánh, không quân dù thời tiết đi thế nào cũng phải cất cánh, ngăn không để B-52 vào Hà Nội. Đấy là mệnh lệnh của trên giao cho bộ đội không quân. Thế thì các bác cũng đã có những phi công
như anh vừa Vũ Đình Dạng, là khi B-52 vào cất cánh lên về không thể hạ cánh được, đường trời nó mưa quá không hạ cánh được, phải nhảy dù. Thế thì đấy là quyết tâm của chúng ta là như vậy. Thế thì tại sao B-52 nó lại vào Hà Nội là khó đánh như thế? Thực tế là nó bay không phải là nhanh lắm, không phải là cao lắm. B-52 nó giống như là cái máy bay dân dụng mà nó bay, vẫn bay qua đầu các cháu vẫn nhìn thấy, đúng không ạ? Nó có 8 cái động cơ và nó bay ở độ cao 10 cây số, tốc độ khoảng 800-900 cây số một giờ. Nhưng mà nó tại sao khó đánh được đó? Nếu nó vào bay ban ngày thì các bác là phi công nhìn thấy ở đâu là đuổi đánh thì nó không chạy được. Nhưng mà nó lại bay ban đêm. Nó toàn đánh ban đêm hết. Đánh ban đêm. Thì ban đêm là phi công chúng ta có bay lên thì không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy nó là không cảm được. Cái thứ hai là chúng ta khi ban đêm phải sử dụng các phương tiện kỹ thuật như là các cháu xem vô tuyến đấy, cái màn hình của radar của không quân nó bằng cái đĩa nhỏ nhỏ thế này thôi. Thì nếu mà bật radar lên phát hiện được địch thì chúng ta có thể bám sát, chúng ta bắn được. Nhưng mà nó lại gây nhiễu nhất mạnh. Mỗi một cái máy bay nó mang 17 cái máy gây nhiễu trên tất cả các rãnh sóng của chúng ta. Nên là chúng ta cứ bật radar lên là nó phát sóng trở lại và nó gây nhiễu, chúng ta không nhìn thấy gì nữa. Đấy là và biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai là mỗi máy bay B-52 nó đi thì rất nhiều các máy bay con F-4 nó đi, nó yểm hộ xung quanh. Nó yểm hộ trong đội hình, nó chặn đánh ở giữa đường và nó chặn ở ngay trên chúng ta cất cánh. Nó biết hết sân bay của chúng ta nằm ở chỗ nào rồi. Nó bố trí về các máy bay nó đến để nó chặn chúng ta khi chúng ta cất cánh khỏi đường băng. Và một cái nữa là nó đánh vào đường băng trước khi phi công chúng ta cất cánh thì F-111 bay rất thấp. Các cháu biết là F-111 nó bay rất hiện đại thế này. Nó có hệ thống tự động, nó bay chỉ cách mặt đất khoảng 200m, 100m và nó bay theo địa hình. Nó gặp núi thì nó tự động nó kéo lên, qua núi nó tự động xuống, nghĩa là tự động hết để bay theo địa hình và chúng ta không phát hiện nó vào nó ném sân bay. Thế đấy là biện pháp thứ tư. Một biện pháp nữa để nó chặn được chúng ta đó là gì? Là trên máy bay B-52 nó có hai quả tên lửa nhiều mồi. Khi mà chúng ta bắn tên lửa ra thì nó thả hai quả tên lửa đó ra. Tên lửa của chúng ta không bay vào máy bay mà bay vào hai quả tên lửa nhiều mồi đó. Đấy là biện pháp thứ tư nó bảo vệ. Và biện pháp cuối cùng là đằng sau đuôi của máy bay B-52 có một anh bắn súng ngồi ở đằng sau và cầm khẩu súng quay trở lại. Nếu mà áp sát vào đằng sau thì dùng súng đó để bắn. Thế cho nên đấy tất cả các biện pháp để bảo vệ cho một chiếc B-52 nó Hà Nội rất là chặt chẽ như vậy. Vậy thì chúng ta đánh như thế nào? Có đánh được hay không? Đây là một câu hỏi và như là nãy các cháu cũng có, và các cháu bên trường người kia có hỏi đấy. Liệu có đánh được nó hay không? Các bác có sợ nó hay không? Thực sự sợ thì không sợ. Nhưng mà để vượt qua được 5 yếu tố đó để tiếp cận vào B-52 để bắn được nó không phải là dễ. Không phải là dễ. Thế thì đêm 18 tháng 12, đêm đầu tiên dịch dùng B-52 đánh ở Hà Nội, thì bác trực chiến ở sân bay Nội Bài. Sân bay Nội Bài là sân bay Đa Phúc bây giờ đấy, sân bay dân dụng lớn bây giờ đấy. Thế thì 7 giờ rưỡi bác được lệnh cất cánh. Khi mà các loại F-4, các loại máy bay F-111 nó đã đánh vào sân bay rồi và nó đánh các trận địa xung quanh rồi thì bác được lệnh cất cánh. Vượt qua hỏa lực của chúng ta kéo máy bay về đến sân bay, về đến phía Ba Vì rồi thì Sơn La thì gặp B-52 bay vào. Báo cáo với sở chỉ huy là gặp được B-52, nhưng mà bây giờ B-52 nó bay độ cao khoảng 8-9 cây thôi. Thế thì bật tăng tốc độ để tiếp cận vào B-52 thì bắt đầu các máy bay nó đi xung quanh nó phát hiện được bác và nó xông vào để nó chặn, đồng thời nó bắn tên lửa nó ngăn để không bác không tiếp cận được với B-52. Đồng thời B-52 cũng tắt đèn và cơ động tránh, thế là bác mất mục tiêu B-52, đồng thời là bị F-4 nó đánh nữa nên là không đi tiếp được, phải quay về sân bay Nội Bài hạ cánh. Thì quay về sân bay Nội Bài thì lúc bây giờ phòng không bắn rất là mạnh nên là máy bay không thể xuống được. Bác phải vòng hai vòng ở sân bay để chờ, nhưng mà cuối cùng hết dầu rồi, cuối cùng phải quyết định hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Mà ở dưới không biết sân bay nó tốt hay nó xấu, vừa bị bom đánh xong
sở chỉ huy ở dưới sân bay là bị nó đánh rồi nên không liên lạc được, nên bác quyết định là hạ cánh không có sở chỉ huy và không có đèn chiếu để máy bay hạ cánh. Thì bác hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, khi mà máy bay vừa tiếp đất xuống đường băng cái thì cũng nhảy luôn vào hố bom, gãy ba cái chân máy bay là gãy, và máy bay bắt đầu là nghiêng 90 độ chạy bằng cánh, chạy bằng cánh. Thế sau đó là lật ngửa, quay đầu 180 độ và máy bay nằm ngửa như thế này. Thế thì đầu bác là nó quẹt xuống đất, như là cứ khi nó chạy nó quẹt xuống đất là ánh sáng sáng cả lên, tưởng rằng là máy bay sẽ bị nổ, nhưng rất may là máy bay nằm lại không sao cả. Bác đập buồng lái, bác chui ra và tiếp tục đi chiến đấu. Đấy, trận đầu tiên của không quân chúng ta cất cánh là như thế. Đêm đó và sáng hôm sau là ba máy bay MiG-21 cất cánh đi chiến đấu. Thì cả ba máy bay hạ cánh xuống đường băng đều bị bom đạn và đều chui vào hố bom và đều hỏng cả. Thì rất may là phi công không hy sinh và tiếp tục đi chiến đấu được. Nhưng cũng đêm 18 tháng 12 đó thì tên lửa của chúng ta đã bắn rơi được B-52. Và chiếc máy bay đầu tiên của tên lửa chúng ta bắn rơi B-52 là rơi xuống Phủ Lỗ. Và bây giờ nếu mà các cháu có dịp đi tham quan trên phía đó thì bên cạnh nhà Phủ Lỗ, đường đi Phủ Lỗ Thái Nguyên ấy, thì có cái bia để ghi nhận là quân đội chúng ta, lực lượng phòng không của chúng ta đã bắn rơi B-52 đầu tiên ở trên sân bay Phủ Lỗ. Thế thì khi mà bắn rơi cái máy bay đó rồi thì các cháu biết thế nào? Chúng ta rất là hồi hộp là không biết đấy có phải là B-52 hay không, nên là cho phóng viên báo chí, cho bộ đội đến kiểm tra rất kỹ, lấy được cả mảnh máy bay, lấy được cả hình ảnh, những cái nó ghi ở trên thân máy bay, và xác định đấy đúng là B-52 rồi. Chúng ta công bố với thế giới rằng là Hà Nội đã bắn rơi B-52, và lúc bây giờ toàn thế giới là khâm phục chúng ta, cứ tưởng rằng nó đánh vào Hà Nội là tan tành Hà Nội, chúng ta không thể bắn rơi được. Nhưng mà ngay từ trận đầu tiên chúng ta đã bắn rơi, đấy là một cái thành công rất lớn, cái chuẩn bị rất tốt của bộ đội phòng không không quân đó, và đặc biệt là bộ tên lửa chúng ta. Tiếp theo những ngày sau là 19, 20, 21, 22 thì cũng địch cũng dùng hàng trăm lần B-52 đánh vào Hà Nội, nhưng mà chúng ta đều bắn rơi của địch rất nhiều, chứ riêng không quân không bắn rơi được. Cứ cất cánh lên nó lại đuổi rồi chúng ta lại phải quay trở về hạ cánh. Chúng ta không bị nó bắn rơi nhưng ta cũng không bắn rơi được nó, chỉ có góp phần làm phá đội hình của địch để cho B-52, để cho tên lửa bắn thôi. Thì đấy là như thế. Đến đêm 27 tháng 12 thì bác lại được lệnh xuất kích từ sân bay Yên Bái, sân bay ở bên mãi sân Yên Bái bên ngoài đấy, và cất cánh lên. Thì lên đến độ cao khoảng 8 cây số theo dẫn dắt của sở chỉ huy thì bác phát hiện được B-52. Và khi mà bác vòng vào B-52 thì B-52 đi trước, bác đi sau ở cự ly 10 cây số. Cháu gì có hỏi là bác có nhớ cái B-52 mà bác bắn rơi không à? Thế thì bác vào sau cái B-52 thì xung quanh F-4 nó nhiều lắm, nó đuổi. Nhưng bây giờ đã nhìn thấy B-52 rồi thì bác báo cáo với sở chỉ huy được là F-4 ở đằng sau, bao giờ nó vào gần thì thông báo để tôi cơ động. Thế nhưng mà bác cũng tranh thủ tăng tốc độ, biết không? B-52 nó bay 900 cây số, bác bay tới tốc độ 1.500 cây số một giờ, nghĩa là bằng 1.2-1.3 lần tốc độ tiếng động. Thế thì đến cự ly khoảng 4 cây số thì sở chỉ huy cho bắn, 3-4 cây số sở chỉ huy cho bắn, nhưng bác thấy còn xa, bác bảo chờ một chút. Thế khẩu lệnh thứ hai là bắn thoát ly ngay, sợ rằng là bác ham quá đâm vào máy bay địch. Thế nhưng mà bác cũng bảo chờ một tí. Đến khẩu lệnh thứ ba thì bác phóng hai quả tên lửa, quả thứ nhất đi, quả thứ hai đi. Vừa cái tên lửa vừa ra thì bác lật ngửa máy bay, nhìn thấy B-52 đã cháy ở phía dưới và báo là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và về sân bay Yên Bái hạ cánh. Thế đấy là chiếc máy bay đầu tiên mà không quân nhân dân Việt Nam chúng ta bắn rơi. Thế thì ngay đêm hôm đó bác trở về nằm ở sở chỉ huy thì đại tướng Võ Nguyên Giáp có điện xuống là chúc mừng không quân nhân dân Việt Nam đã bắn rơi máy bay B-52. Thế đêm hôm sau là đêm 28 tháng 12 thì anh Vũ Xuân Thiều xuất kích từ sân bay dã chiến ở trong Cẩm Thủy, cất cánh lên thì anh phát hiện được B-52 và ở cự ly rất gần. Nhưng mà anh ấy quyết định là dùng hai quả tên lửa bắn, bắn xong thì đồng thời anh cũng đâm vào chiếc B-52 ngay, nghĩa là hai quả tên lửa đồng thời, chiếc MiG-21 cũng đâm vào B-52 và anh ấy hy sinh cùng một chỗ
Hôm sau lên kiểm tra thì thấy là xác B-52, xác MiG-21 là rơi cùng một chỗ, là xác định anh Thiều đã bắn rơi B-52 đêm 28 tháng 12. Sau này anh cũng được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang, và ở phía Gia Lâm có một con đường mang tên là Vũ Xuân Thiều, và cũng có một ngôi trường đặt tên là trường phổ thông tiểu học hay gì đấy, là mang tên anh Vũ Xuân Thiều ở bên Gia Lâm. Thì đấy là trong cái trận chiến đấu đó, 12 đến 30 tháng 12 thì Mỹ không chịu được nữa, nên là quyết định là dừng đánh Hà Nội và trở lại đàm phán với chúng ta. Từ chỗ là Mỹ tưởng là đánh dập Hà Nội là ký theo của Mỹ, nhưng mà Mỹ thua phải dừng lại và ký hiệp định Paris về Việt Nam 26-27 tháng 1 năm 73. Và từ đấy thì Mỹ rút khỏi Việt Nam. Thì trong trận chiến đấu đó chúng ta bắn rơi tới hơn 80 máy bay của Mỹ, trong đó có 34 cái máy bay B-52, 34 cái máy bay B-52. Tổng cộng Mỹ đem sang để đánh Việt Nam là 200 chiếc B-52, nhưng mà chúng ta bắn rơi 34 chiếc, tỷ lệ là 17%. Chúng ta bắn rơi 17% máy bay B-52 của Mỹ, nên là Mỹ không chịu được nữa, không còn máy bay, không còn phi công để chiến đấu nữa, nên là cuối cùng là Mỹ phải ký kết. Thì đấy, hôm nay ở đây thời gian không nhiều nên bác chỉ nói về Điện Biên Phủ trên không của chúng ta nó lừng lẫy như thế, và trên thế giới chưa nước nào chịu đựng được những cái tiến công bằng hàng không của Mỹ. Nhưng mà Việt Nam chúng ta, Mỹ quyết định là dập nát Hà Nội ra, nhưng mà chúng ta không những Hà Nội không việc gì, Hà Nội chỉ bị một số giải bom thôi, và Hà Nội của chúng ta vẫn vững vàng và chúng ta đánh rơi được nhiều máy bay, Mỹ không chịu được. Thì đấy là gọi Điện Biên Phủ trên không, gọi là nổi tiếng thế giới, và thế giới ca ngợi chúng ta về không những chỉ có lòng dũng cảm đâu, mà ca ngợi chúng ta về cái trí tuệ của người Việt Nam. Mỹ nó hiện đại như thế, nhưng mà chúng ta đã tìm mọi cách khắc phục cái hiện đại của nó để chúng ta bắn rơi được máy bay của Mỹ. Đấy là chúng ta nổi tiếng về hai mặt, đúng không? Thứ nhất là ý chí quyết tâm, chúng ta không sợ rồi, nhưng mà không sợ rồi chưa phải là đã đủ, mà tìm mọi cách khắc phục được những cái mạnh của địch, phát huy được cái tốt của chúng ta, và từ đó chúng ta đã giành thắng lợi. Thế thì bác nhớ là tháng 1 năm 73, sau cái Tết của năm 72 sang 73 thì bác được lệnh, bác được tên gọi là vào Hỏa Lò, vào nhà tù của Hỏa Lò đấy, gặp phi công Mỹ. Thế thì bác có gặp phi công B-52 bị bắn rơi ở Hà Nội. Thế bác mới hỏi là vậy thì các ông suy nghĩ gì khi công vào bay vào Hà Nội? Thì nó bảo chúng tôi là đã biết hết hỏa lực của Việt Nam rồi, biết hết Việt Nam có loại tên lửa gì, có loại máy bay gì, bố trí ở đâu, chúng tôi biết hết rồi. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ có bay vào rồi bay ra, thả bom xong bay ra thôi, chứ không có loại nào vũ khí nào bắn rơi được chúng tôi. Chỉ có là hỏng động cơ, hỏng cái gì chúng tôi phải chỉ dù tôi chứ còn MiG không đuổi được. Thế nhưng mà chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đã bắn rơi chúng như vậy. Thế tôi hỏi, thế thì bây giờ ông ngồi ở đây thì ông nghĩ cái gì? Lúc bây giờ nó bảo, thế chúng tôi chưa hiểu hết người Việt Nam thế nào. Chúng tôi cứ nghĩ rằng là phương tiện của chúng tôi có thể làm hủy diệt, chúng tôi có thể đánh được tan nát ra, nhưng mà các ông lại là những người chiến thắng, và bây giờ chúng tôi vẫn chưa hiểu được. Thế thì các cháu, như bác nói vừa rồi, họ không hiểu được mình là đúng, họ không hiểu được mình là mình không phải là không sợ, nhưng mình địch mạnh chỗ nào mình nghiên cứu, yếu chỗ nào mình khuyết sâu vào, và mình phát huy cái mạnh của mình, đấy là sức mạnh tổng hợp của mình đã đánh thắng. Thì riêng về B-52 và chiến dịch Điện Biên Phủ thì hôm nay thời gian ít, nên là bác nói với các cháu một cái ý rất ngắn như thế thôi, đúng không? Thế thì sau hòa bình rồi, năm 77 thì bác được cử đi học Học viện Không quân bên Liên Xô. Và đến năm 79 thì chúng ta tham gia chương trình bay vũ trụ. Bác là không phải là phi công được cử đi bay vũ trụ đâu nhá. Thế bây giờ người ta cứ thấy bác như thế, người ta bảo ông khỏe lắm, ông đủ phi công đi vũ trụ. Nhưng mà hồi tuyển năm 65 bác đi tuyển có trúng đâu, không trúng. Nên đến lúc đi bay vũ trụ bác cũng không được cử vào trong cái đội đi bay vũ trụ. Mà khám ở Việt Nam này rất nhiều, để tuyển lấy 4 anh sang Nga để tuyển chọn
lấy hai người để đi học bay vũ trụ, hai người đi học vũ. Thì ở Việt Nam tuyển thiếu mất, chỉ được có ba người thôi, thiếu một người. Thế lúc bây giờ bác đang ở Liên Xô, đang học ở Moscow, thì Việt Nam điện sang bảo thôi, cứ vào cho nó đủ bốn người, còn ba người kia là người ta chính, còn ông là phụ thôi, là phụ thôi. Nhưng mà đến lúc vào tuyển thì người ta tuyển rất là kỹ, nửa tháng tuyển thì mọi người đều khỏe cả, phi công đều khỏe cả, nhưng đến cái vòng cuối cùng các cháu biết là khó nhất là cái gì không? Là khi người ta để vào ghế ngồi và quay tròn, quay tròn để kiểm tra cái tiền đình của con người xem có tốt hay không, có hay bị nghiêng ngả hay không đấy. Thế thì yêu cầu là quay trong 10 phút, nhưng mà các phi công khác quay chỉ được đến 6 phút, rồi đến 7 phút, lần thứ 3 đến 8 phút là cùng. Nhưng mà bác không biết bây giờ thế nào, tình cờ thế nào, bác ngồi lên ghế quay, cái là quay được luôn là 10 phút không sao cả. Nên là cuối cùng là bác lại là người dự bị, nhưng mà lại được.